mọi người ha, tối hôm nay thì mùng 6 tháng 9 mình lên cho mọi người tham khảo cái con laptop HP. Đây là cái dòng mà HP máy trạm nha mọi người, nó vừa có thể làm đồ họa hoặc chơi game được á mọi người. Máy cực kỳ ok luôn. 15.6 inch. Như thế nào thì mọi người tìm hiểu cùng mình ha. Đầu tiên là con máy nó rất là đẹp, khá là đẹp á mọi người, 15.6 đẹp. Chi tiết các ngõ kết nối nè. Nó là Pavilion nha mọi người. Đây là chip HQ có card đồ họa rời nha mọi người. Ngõ Type-C nè, HDMI, USB, rồi ngõ mạng LAN. Nói chung là các ngõ kết nối là đầy đủ. Máy thì tương đối là đẹp, không có bị trầy xước gì hết trơn á. Ê ha, máy là đẹp á mọi người. Ở bên trong á còn đẹp hơn nữa. Đây mình mở cho mọi người xem. Cái máy nhìn rất là sang, gọn. Đây mọi người nhìn cái phần ở dưới này là mê luôn, nó đẹp như mới, có card đồ họa rồi và phím phím led sáng trưng luôn ha. Đây mọi người, rất là đẹp, sang trọng cực kỳ luôn. Vỏ nhôm ha, đây nhôm nè mọi người nè, nhôm xước, nhìn nhìn sang ghê không, đẹp như mới luôn á. Góc cạnh là khá là đẹp. Cái này quay nghiêng mà khi dựng đứng lên mọi người thấy bản lề dựng như là gập cái máy xuống nhìn rất là sang, nhìn nó rất là cá tính, đẹp mọi người ha, thiết kế rất là sang trọng. Ở bên trong đây là bản màn hình 15.6 inch nha mọi người. Màn hình là đẹp, full HD, không có lỗi làm gì hết, webcam rồi đầy đủ và có phím số rồi bên hông để mình bấm mình nhập số rồi cho nhanh. Cấu hình đây nó là HP Palladium laptop 15 nha mọi người. Đây cái model đây ha, và chip là i7-7700HQ. Đây cái chip HQ mọi người, chip HQ này rất là khỏe mọi người. Chip HQ này tới 2.8 lần 8 CPU, khỏe cực kỳ luôn. Thường thường là HQ thì nó hay nằm ở trên những dòng mà máy trạm rồi vậy mọi người, máy game, máy đồ họa rồi đó, là cái này nó hay sử dụng cái này ha. RAM thì 32GB nè. Và đặc biệt cái chỗ này, đây nó chạy song song hai card màn hình, cái này là onboard trong máy và cái này đây, cái này là card đồ họa rời, này là tới 4GB lận ha. Đây GTX 1050, cái card này thì mình có thể chơi game được nha mọi người. Với cái card này thì mọi người có thể lên tìm hiểu thử chơi theo những cái game gì đó mà mọi người game thì nó vô vàng game. Game có những cái game mà nó yêu cầu hả phải có những cái card phải mấy chục triệu mới chơi được. Đó, rất là nhiều game đời mới bây giờ nó khủng khiếp lắm. Nó... còn những cái game mà bình thường mà mình vẫn chơi trên những cái dòng máy bình thường, mỗi cái game nó mỗi cái cấu hình đó, thì cái con này là mình thấy là khách của mình đã từng mua trước đây cũng từng bán nhiều mọi người, là họ vừa xài sử dụng nè, văn phòng làm việc học cho tới lúc mà giải trí đều ok hết, thuận tiện sang đẹp nữa ha. Máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì hết. Máy kèm sạc zin mọi người, pin thì tầm 3 giờ. Máy là gọi là rất là đẹp, thật sự đẹp nha mọi người. Màu đen, mọi người biết màu đen rất là kén, màu đen dễ nhưng mà cũng khó, tại vì màu đen á mà khi mà quay lên mà để nhìn đẹp là nó phải rất là đẹp mới quay lên đẹp được mọi người. Nhưng mà nếu mà nhìn ở ngoài mắt thường thì cứ đen 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 gọn gọn vậy là được rồi ha. Màu đen sang trọng cực kỳ luôn, không có bị chầy xước gì hết. Và mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt luôn. Con máy này là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết, là 10,5 triệu ha. Con chip HQ, RAM 32GB, card đồ họa rồi 4GB là card GTX 1050. Rồi cảm ơn mọi người nhiều. À với lại mình quên báo SSD mọi người, con này là SSD 256 cộng với lại HDD 1000GB ha. Nó chạy song song. Quên chứ nãy giờ cứ nói về cái card của nó mà quên mất là báo cái dung lượng. Đây, SSD là 256 cộng với HDD 1000GB cho mọi người. Thì cái này là mình chứa dữ liệu là vô tư nè. Cái 1000GB này là mọi người tha hồ mà chứa dữ liệu thôi, mà rất là an toàn nữa. Những cái máy mà nó chỉ chạy được có một ổ thôi thì mình mới thấy là tiếc, chứ còn đây chạy được song song vừa SSD này để chạy chương trình rồi nè, và HDD để chứa dữ liệu là rất là cực kỳ đã. Rồi, 10,5 triệu nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.